每突然撞破那套牢被我解锁，逆转的绵长躯壳如破魔，像尽头又越犯中错。迷惑一迷迷会逐条道破，逆袭开始了，没法可以停住我。没分左思想飞出天际的一个，为了想清楚，寻真相再破。迷惑过，会逐条道破，逆袭开始了，没法可以停住我。困阻思想飞出天际再激堕，为了想清楚，寻一个结果。Những người làm nội gián như tôi không thể nào chuyện gì cũng giữ đúng nguyên tắc. Con đường làm lưu manh là con đường cục. Tên phản bội này, Trung Thiên Sáu quan trọng là giữ chung đó. Hảo, Hảo, Hảo. Tối nay em có lộc ăn. Anh đã tới rồi hả? Quyên, em nói cho anh biết nha, hứa Tuấn Sâm, cả đời này á em sẽ bám lấy anh không buông đâu. Trời ơi, lần này lớn chuyện rồi. Em đi với trên thôi mà. Là bạn trai cũ lúc ở Anh của em, Hồ Gia Thụ. Bà sao tối nay hay rồi, bị người ta đánh nhanh thắng nhanh thì có. Anh ơi, ngồi sát qua đây giùm đi. Ê, ngồi đây nè. Cảm ơn anh. Lần trước á, cô đánh rơi cái này ở đây. Vậy hả? Cô đánh rơi một cơ hội, đánh rơi cơ hội xem live show của Lưu Đức Hoa. Lần này tôi nghe nói Trác Sơ nói cô muốn coi live show của Đức Hoa, nhưng mà không có mua được vé. Vừa đúng lúc bạn tôi nhận bán vé cho nội bộ, tới lúc đó tôi chờ cô tan ca cùng đi xem. Xin lỗi anh, ngày đó tôi chưa chắc được rảnh đâu. Anh đi với bạn của anh đi. Tôi biết trước cô sẽ nói như vậy rồi. Chứ vì vậy tôi đã mua hết vé của cả 15 suất diễn, lại còn là hàng ghế đầu nữa đó. Cô rảnh ngày nào thì đi coi ngày đó. Vé mắc như vậy, toàn bộ đều là hàng ghế đầu nữa chứ. Cô muốn coi hết 15 suất cũng được nữa. Chắc tôi không rảnh nhiều vậy đâu. Trên mạng đang có rất nhiều người muốn săn vé, hay là anh mau mau bán lại đi. Tôi hoàn toàn hiểu được. Chỉ bằng 15 tấm vé xem live show này thì không có đủ thành ý lắm. Cô chờ tôi một chút. Tặng cho cô nè. Anh làm ơn đi, Madame sẽ không thích anh đâu. Liên quan gì tới anh chứ? Bởi vì tôi là bạn trai của cô đó. Cô có bạn trai rồi hả? Vậy sao còn để tôi theo đuổi vậy Madame? Tôi chịu anh theo đuổi hồi nào? Mỗi lần tôi bưng tô mì cho cô á, cô đều làm ra vẻ sởi lởi, lại còn nhìn tô mì một cách hưởng thụ được cười mỉm chi nữa. Tôi... Còn nữa nè, mỗi lần cô gọi mì, tôi được cho cô thêm vài viên hoành thánh vô đó. Rồi sau đó hả, cô còn khoe khoang với đồng nghiệp của cô là chỉ có tôi vẫn có thôi. Vậy không phải chịu đèn rồi sao? Bây giờ tôi thay mặt cô ấy trả tiền cho anh. Chỗ này đủ để anh gói cả 100 viên hoành thánh rồi. Tân 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 tân. Cua người bên đội chúng tôi đã hỏi sếp của chúng tôi chưa? Sa thần thông cảm chút đi, đội chúng ta không có người đẹp mà đúng không? Anh Rocky, tiệc ăn mừng đổi sang tiền mặt cũng được. Ăn buffet bên kia đường. Nè, ăn trưa mà ăn buffet hả? Qua, wow, chưa gì đã sót tiền giùm người ta rồi kìa. Ê, được rồi, mọi người muốn sao cũng được hết. Còn biết điều. Đi thôi. Bây giờ cô không cần thiết phải nói, nhưng mà trên cơ bản cô không thể không nói. Tất cả những gì cô nói chúng tôi sẽ dùng bút ghi chép lại, chắc chắn sau này sẽ dùng nó làm lời khai để trình lên nhà thờ. Chúng tôi đã không hỏi cô ở ngoài đường, kẹp cô về tới đồn cảnh sát rồi mới hỏi. Hey, cô đừng có không hiểu tốt xấu là cái gì đó nghe chưa? Sếp Sâm. Đủ rồi, tôi thấy tốt nhất là cô nên khai ra địa điểm và thời gian xảy ra vụ việc đi. Cô nhìn hai tên này đi, biết pháp phạm pháp, đánh phạm nhân bất cứ lúc nào, tôi không nhìn thấy gì hết. Lần trước lúc sếp Sâm nghỉ phép đó, đội B mượn chúng ta qua bên đó để hỗ trợ cho sếp Nick. Sếp Nick nói bài báo cáo của tôi viết không được tốt lắm nên đã mắng tôi vài câu. Rocky nhìn thấy tôi bị chửi nên có lòng tốt giúp tôi làm đó. Dễ dàng khai hết mọi chuyện như vậy, không có vụ cái gì hết. Khoan đã. Nhưng mà cậu chủ tiệm bán cháo ra tay hào phóng hơn. 15 tấm vé live show thua cho một bài báo cáo sao? Vé xem live show có tiền thì sẽ mua được thôi. Nhưng mà với báo cáo thì khác rất nhiều. Vừa có trí khôn rồi vừa có lòng kiên nhẫn nữa. Cô khoái anh ta to con đẹp trai thôi.
Nhưng mà sếp Sâm cũng dạy cô viết báo cáo mà. Cô cũng luôn ngưỡng mộ sếp Sâm nữa. Lúc đó tôi còn tưởng cô thương thầm sếp Sâm đó. Sếp Sâm đã có Win rồi, sao cô ấy so với Win được chứ. Nè nè, nói thật lòng đi. Nếu hai bên đồng thời làm nhiệm vụ, Rocky và sếp Sâm gặp nguy hiểm cùng lúc, cô sẽ cứu người nào trước? Nói. Tôi và Rocky, cô chọn cứu ai hả? Nói đâu. Dĩ nhiên là Rocky rồi. Không phải chọn nữa sao? Hẹn hò với Rocky cũng tốt đó, có phải không? Hai người quản lý chung một khu, dù có thể làm việc trong hoàn cảnh giống nhau, cả hai cũng thấu hiểu được tính chất công việc của nhau nữa, dù được thường xuyên gặp mặt, nhưng mà... Sếp Sâm, nói về kinh nghiệm hả? Anh đã đúng trọng tâm rồi đó. Tôi thân làm sếp của cô, có trách nhiệm nhắc nhở cô. Dạ. Mau mau kết hôn. Được xin ở ký túc xá. Cái sếp cũng chưa hả, sếp Sâm? Có phải tôi nói không rõ ràng không? Tôi nói kiểm tra kỹ không sai một chữ mới nộp. Tại sao vẫn sai chính tả nhiều vậy? Sorry sir, tôi đã nhìn xót. Chúng ta thân là cảnh sát, không có lý do để mắc lỗi. Tôi không muốn nghi ngờ năng lực của cậu, càng không muốn can thiệp vào đời tư của cậu. Nhưng nếu việc hẹn hò làm cậu phân tâm và không thể hoàn thành công việc một cách chuyên nghiệp, tôi thân là sếp của cậu, tuyệt đối có trách nhiệm nhắc nhở cậu. Nhất định tôi sẽ công tư phân minh, tuyệt đối không vì chuyện tình cảm riêng mà ảnh hưởng công việc đâu sếp. Đã bị ảnh hưởng rồi đó. Lần trước Kim Hoa của Trung Thiên xã đãi tiệc mừng thọ, cậu gây hấn với mấy tên lưu manh, ra tay đẩy người ta té xuống đất bởi vì bé Hân, đúng không? Cậu đừng mắc lỗi gì nữa. Nếu cậu mắc lỗi tôi sẽ phê bình. Nếu hồ sơ bị xấu thì không cứu vãn được nữa. Cậu phải suy nghĩ thật kỹ đó. Đừng để bất cứ thứ gì ảnh hưởng tương lai của cậu. Có hiểu chưa? Yes sir. Alo, Hachel. Tối nay anh phải ở lại đồn cảnh sát làm việc. Nhưng mà anh đang có mấy tiếng đồng hồ bỏ trống. Anh qua đón em nha. Anh đón em? Phải. Tối nay anh muốn ăn cơm với em. Nhưng em hẹn anh tối mai, tối thứ sáu mà, đâu phải tối nay. Anh biết, thì anh nói là anh được rảnh vài tiếng, muốn gặp em thôi. Sao hả? Tối nay em có hẹn với ai không? Tối nay em hẹn với cho em rồi. Hai người có nhiều việc cần bàn vậy sao? Hay là anh ăn chung luôn đi. Như vậy có làm phiền hai người không? Không phiền đâu. Trước đó em cũng nhắc anh với anh ấy, anh ấy cũng nói muốn gặp anh. Em hẹn anh 8 giờ tối nay, nhưng em còn phải làm thêm chút việc nữa mới đi được. Vậy cũng được. Chiều nay anh đổ hơi nhiều mồ hôi, cũng muốn về nhà tắm rửa thay bộ đồ. Vậy tối nay gặp. Được, chút nữa gặp. Bye bye. Hi Nick. Đây là Jim. Đây là Nick. Hi. Sếp Nick đúng là nam thần cảnh sát. Hèn gì nhiều người thích cổ như vậy, cuối cùng vẫn là anh thắng. Tôi đúng là phải học hỏi anh mới được. Anh đừng kêu tôi mà. Tối nay tôi cố tình tới đây muốn thỉnh giáo anh. Rốt cuộc phải làm thế nào mới không mắc cùng một sai lầm. Hicho, thử món này đi. Sao hả? Ngày xưa muốn đút cô ấy ăn, cô ấy khăng khăng không chịu. Vậy à? Có lần ở London, tôi muốn đút cô ấy ăn miếng cơm ý xào thôi, cô ấy giận tôi nguyên cả ngày. Lần đó anh làm văng nước sốt vào chiếc đầm của em. Đầm của em màu trắng đó. Phải rồi. Lần này tới Hồng Kông anh định ở lại bao lâu? Lần này tôi về đây chủ yếu xử lý di sản của bác hai tôi. Thật ra công ty của tôi cũng bận lắm, cho nên giải quyết xong tôi sẽ bay về nước Anh ngay. Vậy cũng phải. Việc làm ăn kinh doanh của gia đình của anh lớn vậy, anh đúng là một phú nhị đại thứ thiệt. Việc làm ăn của gia đình thật ra tôi không hề thấy có hứng thú. Tôi tự mở công ty riêng của mình, làm nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học? Anh học lĩnh vực này sao? Giống như ở nước Anh, tôi học chuyên ngành kỹ thuật cơ khí. Nhưng sau này phát hiện tôi có hứng thú với khoa học hơn, nên tôi đã quyết định chuyển sang học NLM. NLM? Ừ. Ý anh là Neurobiology of Learning and Memory. Phải học vài năm lớp cơ bản ở trường Cambridge mới vào được đó. Đúng là như vậy. Nhưng lúc đó tôi gửi cho họ một bài luận văn, và thật may mắn họ phá lệ nhận tôi vào học. Lúc đó tôi nghĩ qua tới Cambridge sẽ thường xuyên phải hẹn hò xa với cô ấy. Đừng giả bộ nữa, lúc đó chúng ta chia tay rồi. Sau đó cô cũng quen với anh chàng người Nga tên là Ivan mà. Ivan là tiếng Nga hả? Phải, tức là Ivan đó. Trước đó tôi gặp anh ta, tôi thấy anh ta đi cùng với Erin, cô bạn cùng phòng Irene đó hả? Ừ. Cô nhớ lúc đó cô thường mắng vốn cô ta để ăn hết mì của cô không? Phải. xin lỗi.
tôi vào nhà vệ sinh một chút. Sao hả? Sao hả cái gì? Anh nói xem. Anh đang suy nghĩ tại sao em lại chia tay với anh ta chứ. Dù gì cũng là cao phú soái, học lực cao, điều kiện tốt. Nếu là nữ anh cũng sẽ giữ chặt anh ta không buông. Còn lúc em ở trên tòa, giữ chặt đối thủ không buông. Vậy hả? Có tốt cỡ nào cũng vô ích thôi. Hai người ở bên nhau không phải chỉ nhìn điều kiện đâu, phải có cảm xúc nữa. Ok. Không kịp nữa rồi. Anh thừa biết em đã mua vé rồi mà. Làm đi sát giờ quá. Buổi tối không kẹt xe, lái xe qua đó nhanh thôi. Là Nick. Nè, cúi xuống. Nè. Sao lại về lúc này vậy? Có chuyện gì vậy? Chưa được, chưa được. Anh làm cái gì vậy? Chưa được, đừng có lên tiếng. Anh làm cái gì vậy? Sếp Nick hả? Thấy sếp Nick có cần phải sợ tên vậy không? Hả? Vậy tức là sếp Nick không thích tụi mình quen nhau hả? Sếp Nick nói hai đứa tụi mình đều làm việc trong điểm ô, sợ lúc hai đội kết hợp hành động sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng sếp Sam không chỉ không có ý kiến, còn rất mừng cho tụi mình nữa đó. Thì cũng hết cách rồi. Em may mắn, sếp của em là sếp Sam. Suy nghĩ của sếp anh khác với sếp em. Anh có thể làm gì được đây? Sếp Nick là sếp của anh thôi. Vậy có phải là anh ấy nói cái gì anh cũng nghe theo hay không? Sếp Tạ bên phòng điều tra chất cấm chê những người mới vào tiếng Anh không được tốt, bắt họ ngày nào cũng phải ở lại học thêm. Cả nhóm người đó đều trở về từ biển. Cho dù không thoải mái, nhưng đó là mệnh lệnh. Xin lỗi nha, cấp thấp như chúng ta không thể tự chọn sếp, nhưng không có nghĩa là phải phục tùng tất cả mọi thứ một cách mù quáng được. Không đồng tình thì ra sức tranh luận với sếp thôi. Đúng rồi, em muốn bị sếp cách chức thì đi tranh luận với sếp đi. Người làm cảnh sát là phải nghe theo mệnh lệnh của cấp trên, nhưng chúng ta đều có suy nghĩ độc lập, biết cách phán đoán, biết cách phân biệt đúng sai mà, không đúng hả? Phòng cảnh sát quan hệ công chúng hình như đang cần người. Hay là anh giúp em hỏi bên đó có những yêu cầu gì, làm đơn xin chuyển qua đó có được không? Chính vì sếp của anh không thích hai đứa mình hẹn hò, cho nên anh phải hy sinh lý tưởng của em hả? Dù sao em cũng là phái nữ mà, ở trong điểm ô nguy hiểm hơn nhiều. Sao anh không nói mình ích kỷ đi? Anh không nghĩ cho em chút nào hết đó. Anh cũng không thấy em có nghĩ cho anh đó. Nếu làm khó anh như vậy, thì chúng ta chia tay đi. Vừa ăn vừa chờ được mà. Ý, ủa bé Hân đâu? Ra ngoài ăn cơm rồi hả? Bên kia kìa, cô ấy cứ cúi gầm mặt vậy. Nguyên dĩa cơm nãy giờ chưa có đụng tới, nhìn là biết ngay thất tình rồi. Cô gái trẻ, chuyện nhỏ thôi, giận hờn vu vơ thôi mà. Không phải đâu, bình thường trời có sập xuống bé Hân cũng đâu có như vậy. Anh nhìn cổ đi. Hôm qua tôi phát hiện cô không có chờ anh chàng đôi con về chung, ai tôi không được ngồi ké xe về. Bé Hân và Rocky hình như có vấn đề thật đó. Anh nói hai người đó có phải đã chia tay rồi không? Ăn cơm đi, nói nhiều quá trời. Thầy bỏ xem tướng ha, nó bậy nó bạ không. Sếp Sâm. Thất ca. Bé Hân. Mở ra. Anh xin lỗi em rồi, em giận xong chưa? Anh làm vậy vì muốn tốt cho cả hai thôi. Điều chuyển công tác sẽ tiện hơn trong công việc của chúng ta mà. Bỏ tay ra. Nè, hai người có chuyện gì ngồi xuống từ từ nói. Qua đi, ngồi xuống nói. Không phải tôi không nói, cô ấy chịu nói mới được chứ. Anh đã nhường nhịn em xin lỗi em rồi. Xin lỗi hả? Anh xin lỗi cái gì chứ? Anh đâu có thật lòng cảm thấy là anh không đúng. Lời xin lỗi chỉ là nói cho thuận miệng vậy thôi. Như vậy có ý nghĩa gì? Nếu đã xin lỗi mà vẫn cảm thấy anh không đúng, anh không biết phải làm sao với em đó. Anh không biết thì bây giờ tôi nói cho anh biết, tôi muốn chính thức chia tay với anh đó. Biết không? Sếp xong, tôi muốn xin nghỉ phép dài hạn. Chào cô. Cuộc đời đôi lúc khiến người ta cảm thấy thất vọng, thất thậm chí là tuyệt vọng.
Có lẽ cô cảm thấy tôi không hiểu cô, nhưng tôi cũng từng giống như cô, trái tim bị thủng một lỗ, cảm thấy rất đau khổ. Nhiều lúc cảm thấy sao người ta đau khổ quá, nhưng cô phải nhớ, cô không phải chỉ có một mình. Tôi là người hướng dẫn của Học viện Phong Lâm, tên tôi là Sang. Nếu cô cảm thấy có hứng thú, hay là cô tới chỗ chúng tôi tâm sự đi. Cho dù chúng tôi không giúp được cô, nhưng ít ra vào những lúc cô cảm thấy buồn bã nhất, chúng tôi có thể bầu bạn với cô. Chúng ta vào trong xem đi. Nhờ vợ hai anh tôi mới có thể ra khỏi vòng an toàn của mình, đạt được mục tiêu. Hai anh nhận lấy đi. Người giúp cô là đại sư Benson, người cải tạo là bản thân cô. Cô không cần cảm ơn chúng tôi. Hộp đào này cô đem về đi. Những gì đại sư Benson nói thật sự rất khích lệ lòng người, đã giúp tôi tỉnh ngộ không ít. Nhưng ông ấy bận rộn quá, tôi muốn mời ông ấy ăn cơm cũng không có thời gian nữa. Cô yên tâm đi, đại sư Benson thấy cô cuối cùng cũng tìm lại được chính mình, nhất định sẽ cảm thấy rất vui. Tấm lòng của cô ông ấy nhận được rồi. Hộp đào tôi để ở đây, tôi về trước, cảm ơn anh. Người sáng lập Học viện Phong Lâm chính là đại sư Benson. Ông ấy là viện trưởng ở đây và là người hướng dẫn chính trong khoa học của chúng ta. Đại sư Benson đã giúp rất nhiều học viên, cho nên họ vì muốn cảm ơn đại sư thường xuyên gửi quà tặng đến đây. Trong trung tâm này, một vị học viên của đại sư vì muốn cảm ơn ông ấy đã cho chúng tôi thuê chỉ với giá tiền rẻ như cho vậy. Còn hai vị này chính là Paul và Đông. Họ đều là người hướng dẫn của khóa học. Và Paul chính là bậc nguyên lão ở đây. Anh ấy quen biết đại sư lâu nhất và cũng là đại sư huynh của tôi. Cô nói như vậy á, thì Đông chẳng phải là tiểu sư đệ. Nhưng mà tiểu sư đệ này đã giúp được nhiều bạn trẻ lạc lối, tìm lại mục tiêu của họ đó. Ở đây không có giai dế, cũng không có giai cấp. Bước vào đây rồi thì có thể trút bỏ gánh nặng. Tất cả đều là người một nhà. Chút nữa chúng tôi sẽ có tiệc họp mặt, đại sư cũng sẽ có mặt. Hay là cô tham gia chung nha. Trung tâm chúng tôi tự do lắm. Cô có chuyện gì không vui cũng có thể nói ra, hoặc cô không nói cũng không sao. Coi như ngồi chơi cảm nhận không khí đi. Chào mọi người, tôi là Sally, người hướng dẫn hôm nay. Hôm nay chúng ta có người bạn mới, chúng ta chào mừng cô ấy đi. Chào mọi người, tôi là bé Hân. Mỗi một người chúng ta đã từng chịu tổn thương. Điều chúng ta muốn theo đuổi chưa chắc đạt được. Những thứ chúng ta đang sở hữu chưa chắc sẽ giữ được. Cuộc đời không hiểu về những thứ gì. 6 năm trước, tôi cùng nhóm bạn đã quen biết mười mấy năm vào Lan Quế Phường uống nước. Đêm đó chúng tôi đã chơi rất vui. Nhưng ai ngờ, một trong những người bạn, nhân lúc tôi say, đã cưỡng hiếp tôi. Sau đó tôi báo cảnh sát, nhưng vì không đủ bằng chứng, kiện hắn không được. Người nhà của tôi luôn mắng chửi tôi, đã khuyên tôi từ sớm đừng đi chơi khuya quá. Bị như vậy là do tôi tự chuốc lấy. Thật sự tôi không hiểu, người làm sai không phải là tôi, nhưng mà tại sao người phải chịu sự trừng phạt lại là tôi? 2 năm trước, tôi cùng với người bạn tốt sáng lập ra một công ty. Công việc làm ăn rất tốt. Ai dè vào một ngày, hắn mang hết nhân sự đi, giành hết khách của tôi. Trong vòng một đêm tôi mất hết tất cả. Tôi ngồi trong văn phòng của mình và tự hỏi bản thân, tôi đã làm sai cái gì chứ? Có danh, có lợi, có tiền, vậy thì sao? Tất cả mọi người trong công ty tôi, thậm chí cả giới tài chính, ai cũng nể mặt tôi hết. Nhưng chồng của tôi vẫn muốn ly hôn với tôi. Hai đứa con của tôi cũng không muốn đi theo tôi. Tôi vì gia đình của mình đã cho đi tất cả. Nhưng mà tại sao người bị ruồng bỏ đó chính là tôi? Ít ra mọi người còn được ra ngoài. Tôi chưa từng được ra ngoài. Tôi chưa từng theo đuổi cô gái nào hết, chỉ bị các cô gái theo đuổi. Ai về giờ đuổi được tôi thì đã gạt của tôi mấy trăm ngàn, kêu tôi đóng tiền cho liệu trình làm đẹp. Mọi người nhìn mặt tôi đi, còn dứt giác được sao? Tôi vừa mới chia tay với bạn trai của mình. Tôi tưởng cuối cùng tôi cũng đã tìm được tình yêu của đời mình rồi chứ. Ai dè anh ấy không hề nghĩ cho tôi chút nào hết. Tôi nói 10 câu nhưng lại không bằng một câu nói của sếp anh ấy. Anh ấy cũng bắt tôi từ bỏ lý tưởng của mình nữa chứ. Mọi người khóc cái gì? Người nhà của Sally nói rất đúng. Tất cả đều do mọi người tự chuốc lấy. Ý nghĩa cuộc đời là cái gì? Theo đuổi một công việc sáng sủa rực rỡ, hay là một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, hay là theo đuổi một tình yêu không bao giờ thay đổi? Sai, 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 tất cả đều sai. Ý nghĩa của cuộc đời chính là bản thân mình. Nếu như chúng ta không biết yêu thương bản thân thật tốt,
chúng ta dựa vào cái gì yêu cầu người khác đối xử chân thành với chúng ta? Tôi cho là cậu có sự nghiệp, làm được CEO, vậy thì sao? Cậu có thỏa mãn không? Tôi cho là cô giữ lại được chồng và con của cô, vậy thì sao chứ? Cô cảm thấy họ thật lòng ở lại bên cô không chứ? Tình yêu chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong cuộc đời con người. Trên cơ bản nó không hề liên quan tới sự thành bại được mất của con người. Ghi nhớ, không có một ai có nghĩa vụ đi yêu cô là do cô không có bản lĩnh, sao lại đi trách ngợi người ta chứ? Vì vậy, chúng ta cần chiến thắng luôn luôn không phải những người khác, mà là chính mình trong quá khứ. Chúng ta phải thiết lập lại tín nhiệm mới có thể thay đổi bản thân được, mới có thể thay đổi được thế giới này. Và đây là mục tiêu cần đạt được trong giai đoạn đầu tiên của quá trình cải tạo cuộc đời. Tôi đã làm được và mọi người nhất định cũng sẽ làm được. Tin tưởng người khác giúp cho thế giới tốt hơn. Tin tưởng người khác giúp cho thế giới tốt hơn. Tin tưởng người khác giúp cho thế giới tốt hơn. Tin tưởng người khác giúp cho thế giới tốt hơn. Một lần nữa. Tin tưởng người khác giúp cho thế giới tốt hơn. Ngô nói dốc, thông tin của anh có chuẩn không vậy? Đã quá giờ rồi, tên buôn hàng vẫn chưa thấy xuất hiện nữa. Quan công, chúng đã bắt được hắn ta thì có thể phá sập được kho hàng của Đông Hưng. Bây giờ đang chờ con cá lớn đó, anh tưởng là cá nhỏ tôm tép sao? Cá lớn xuất hiện rồi, mặc áo khoác xanh đen đậm, đội nón kết đen hết. Hành động, hãy sáng tức lại. Xe chở hàng màu đen đã bỏ trốn. Điểm dừng S1753. Nhìn thấy cảnh sát bỏ chạy à, làm chuyện xấu hả? Sếp nít của điểm O mà, ai nhìn thấy cũng phải chạy thôi. Sếp à, tôi đi lạc tới bãi đậu xe, đang kiếm đường ra khỏi đây thôi. Mấy anh còng tay tôi lại còn lục soát tôi nữa, hình như không đúng nguyên tắc lắm đâu. Có hàng ném đâu rồi? Sếp, tôi không hiểu anh nói gì hết. Anh đừng có giở trò, chúng tôi tận mắt nhìn thấy anh cầm cái túi này giao dịch với một người khác. Sếp à, anh có bị hoa mắt không vậy? Có phải muốn lên chức nên đổ tội quan đại cho tôi không? Quan công, gọi điện xin chi viện, xem lại máy quay an ninh, chặn tất cả mọi lối ra vào bãi đỗ xe. Tôi sẽ lục soát từng chiếc xe. Ai, xin lỗi. Xin lỗi anh Hồ, cảnh sát chúng tôi đang làm việc. Đúng quy trình phải lục soát xe của anh. Làm phiền anh tắt máy, xuống xe xuất trình căn cước và bằng lái xe. Đây chẳng phải xem hưu sao? Tìm đi. Đây là thuốc gì vậy? Thuốc đặc trị bác sĩ kê riêng cho tôi. Tôi có toa của bác sĩ, có cần cho anh xem không? Không cần đâu. Xong rồi, cảm ơn nhiều, anh có thể đi. Sao anh qua đây tìm em sớm vậy? Có chuyện quan trọng sao? Anh thấy nhớ em mà, nên tới tìm em thôi.
Hôm đầu tháng em đi uống nước với Sam ở Lan Quế Phường đúng không? Trước đó hai người từng hẹn hò mà. Đã hẹn hò thì sẽ... cũng là chuyện thường tình thôi. Vậy lúc đó có dùng biện pháp an toàn gì không? Sáng tỉnh mơ anh tới đây tìm em là gì muốn hỏi em chuyện này? Anh định ghen tới bao giờ đây? Trả lệnh trước đi. Anh nghi ngờ cho em bị bệnh AIDS đó. Anh lạm dụng chức quyền đi điều tra ảnh sao? Là tối hôm qua anh đang làm việc, đúng lúc lục soát xe của anh ta. Anh tìm thấy gói thuốc trên xe, anh không biết đó là thuốc gì. Anh ta nói là thuốc bác sĩ kê. Sau đó anh về nhà, bệnh nghề nghiệp nổi dậy nên lên mạng xem. Anh về phát hiện loại thuốc đó là thuốc đặc trị dành cho bệnh nhân AIDS. Chem luôn lo lắng căn bệnh này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của gia tộc, cho nên anh ấy đã luôn bảo vệ bí mật này một cách thận trọng. Em đã biết anh ta bị bệnh lâu rồi à? Em là luật sư đại diện của anh ấy, tuyệt đối em không làm lộ thông tin cá nhân của khách hàng. Còn nữa, thân là bạn của anh ấy, về đạo nghĩa thì em càng phải giúp anh ấy giữ kín. Vậy còn anh? Anh đâu phải người ngoài, em nên nói cho anh biết chứ. Anh nôn nóng để làm gì? Bệnh AIDS chỉ lây truyền qua con đường hô hấp, mồ hôi, tinh dịch hoặc dịch tiết ra từ âm đạo. Anh biết sinh hoạt đời thường không dễ bị lây nhiễm, anh không phải là không có thưởng thức vậy đâu. Anh cảm thấy em ngoại tình hay sợ em dùng dung kim tiêm giấy ảnh, hay là cho rằng em cũng bị AIDS sợ em lây nhiễm cho anh chứ? Không phải, ý anh không phải như vậy. Anh chỉ là quan tâm em. Anh muốn biết là Sam có phải là người lưỡng tính không? Bệnh AIDS và xu hướng tình dục không có mối quan hệ tất yếu. Cho dù đại đa số bệnh nhân AIDS là người lưỡng tính hoặc đồng tính cũng vậy. Cũng không đồng nghĩa người bệnh AIDS chắc chắn là người lưỡng tính hoặc đồng tính. Ngày thường thì mạnh miệng nói bao dung, thì ra nó một đằng là một nẻo. Anh chẳng qua chỉ lo lắng cho bạn gái của anh thôi. Anh lo cho em thì có gì sai chứ? Còn nữa, bây giờ thuốc men điều trị bệnh AIDS đã tiến bộ nhiều rồi, có thể khống chế bệnh tình và kéo dài tuổi thọ một cách có hiệu quả. Anh biết, y học phát triển chứ gì. Alo James, em cũng vừa tính gọi cho anh. Có một chuyện em thấy nên nói trước với anh sẽ tốt hơn. Xin lỗi nghe James, tôi không phải cố ý muốn điều tra chuyện riêng tư của anh. Tôi bảo đảm sẽ không nhắc tới chuyện này cho bất kỳ ai biết. Anh không cần phải giúp tôi giữ bí mật, bởi vì sự việc này rất nhanh cả nước Hồng Kông sẽ biết. Lúc nãy tôi gọi cho cậu là muốn nói cho cậu biết, tối hôm qua bãi đỗ xe có phóng viên nhìn thấy anh cầm lọ thuốc của tôi, còn chụp hình lại nữa. Họ cũng giống như anh, đã biết hết mọi chuyện rồi. Giấy thì không gói được nữa. Thật ra bệnh AIDS cũng không phải là chuyện đáng xấu hổ. Căn bệnh này là do bạn gái của tôi đã lây nhiễm cho tôi. Cổ tên Kỳ Kỳ. Khoảng 2 năm về trước, bạn trai cũ của Kỳ Kỳ mất. Cổ mới biết, thì ra trước khi cổ và bạn trai cũ quen nhau, bạn trai cũ là người mang mầm bệnh HIV. Lúc đó tôi đưa Kỳ Kỳ đi kiểm tra ngay, mới phát hiện thì ra đã bị lây bệnh từ lâu, còn lây sang cho tôi. Vậy bây giờ Kỳ Kỳ sao rồi? Nửa năm về trước, Kỳ Kỳ mắc bệnh suy tim, bị hôn mê sâu, nhập viện điều trị. Bác sĩ nói với tôi, cô đã không còn ý thức. Tôi còn nhớ tối hôm đó, Kỳ Kỳ trong tiềm thức, miệng cứ mấp máy, nói một câu cuối cùng, đó là em xin lỗi. Tôi nắm lấy tay cổ, nói với cổ, anh chưa từng trách móc em. Tôi biết là cổ sẽ nghe được. Sinh mệnh vốn dĩ chỉ đang đếm ngược, không ai có thể thoát được cái chết. Cứ coi như có 80 mấy tuổi đời, cộng lại cũng chỉ có 30.000 ngày thời gian thôi. Tôi và Kỳ Kỳ ở bên nhau 15 năm. Trong 1.826 ngày đó, chúng tôi mỗi ngày đều rất trân trọng lẫn nhau. Thật ra, tìm được người mà mình yêu nhất đã rất may mắn rồi. Cho dù không thể cùng cô ấy mãi mãi hạnh phúc cho đến mai sau, nhưng mà tôi sẽ dùng thời gian cả đời này hồi tưởng lại những tháng ngày vui vẻ đó. Trước tiên, rất cảm ơn sự quan tâm của mọi người dành cho tôi. Hôm nay tôi mở cuộc họp báo này chủ yếu là muốn nói hai sự việc. Thứ nhất, trước đó có phóng viên chụp được một lọ thuốc đặc trị trên xe tôi, còn biết được đó là thuốc uống mới nhất dùng để điều trị bệnh AIDS. Đồn tôi bị bệnh AIDS. Hôm nay tôi nhân cơ hội này nói cho mọi người biết. Mọi người đoán không sai, tôi chính là một người mang mầm bệnh HIV. Wow.
Không tin được á. Anh Hồ, anh có thể cho chúng tôi biết anh bị lây nhiễm như thế nào hay không? Người lấy bệnh cho anh là bạn gái của anh hay là bạn trai của anh vậy? Phải anh đó. Phát hiện mình mắc bệnh từ lúc nào, từ khi ủ bệnh là bao lâu? Có thể trả lời được không vậy anh Hồ? Trả lời đi. Anh nói về lâu đi. Trả lời đi. Lý do mà tôi mắc bệnh là vì bạn gái của tôi. Nhưng khoảng nửa năm trước, cô ấy đã qua đời rồi. Tôi biết trong xã hội này có rất nhiều người có cái nhìn sai lầm về bệnh AIDS. Vì vậy, sự việc thứ hai tôi sắp nói chính là tôi sẽ thành lập một quỹ từ thiện AIDS qua loa kèn, và tôi sẽ ủy thác luật sư Chung Gia Du kế bên tôi đây giúp tôi thành lập quỹ tín thác. Và quỹ từ thiện này được thành lập trên danh nghĩa cá nhân. Anh Hồ, tên gọi của quỹ từ thiện này có ý nghĩa gì đặc biệt không? Qua loa kèn tượng trưng trong năm hòa hợp, ý nghĩa là chúc phúc và thuận lợi. Và đây cũng chính là tên tiếng Anh của bạn gái tôi, Lily. Tôi thành lập quỹ từ thiện này với tấm lòng của tôi đối với Lily. Ngoài việc tài trợ chi phí thuốc thang cho các bệnh nhân mắc bệnh AIDS, tôi cũng sẽ mở thêm trung tâm chăm sóc bệnh nhân AIDS, hy vọng uốn nắn quan niệm của mọi người về bệnh AIDS. Anh Hồ, các thành viên trong gia tộc của anh sau khi biết được sự việc này có ảnh hưởng địa vị của anh trong Hồ gia không? Tôi thành lập quỹ từ thiện này chính là muốn xóa bỏ sự kỳ thị của mọi người đối với người mắc bệnh AIDS. Vì vậy tôi tin các thành viên trong gia tộc cũng sẽ thấu hiểu và ủng hộ cho tôi. Cạn ly. Quỹ từ thiện này có thể thành lập. Nick, tôi thật sự cảm ơn anh. Thực ra tôi xin lỗi mới phải. Nếu tôi không lục soát chiếc xe của anh, phóng viên cũng đã không phát hiện được. Không phải tại anh, đây là ý trời. Chính anh đã gián tiếp giúp tôi hạ quyết tâm công khai sự thật này. Bắt đầu từ hôm nay, tôi có thể thẳng thắn đối diện với bản thân. Chúng tôi làm cảnh sát suốt ngày phải nói có dũng có mưu, nhưng mà hôm nay nhìn thấy anh ở trên bục, tôi nghĩ nếu đổi lại là tôi chưa chắc đã có gan như vậy. Tôi thật lòng khâm phục anh đó. Phải rồi, tới giờ tôi về khách sạn vừa họp online với công ty ở nước Anh. Được. Hay giờ khi sắp xếp xong tôi sẽ về anh. Quỹ từ thiện tôi giao lại cho cô. Ok mà, không sao hết. Bảo trọng. Tôi chúc phúc cho hai người mau mau bước vào lễ đường, xin một đứa bé bù bẩm. Cảm ơn. Tôi cũng chúc anh sau khi về tới Anh sẽ có một cuộc sống tươi đẹp hơn. Cảm ơn. Em vừa đi mà miệng em vừa cười tủm tỉm. Cười gì vậy? Cười anh đó. Lúc trước còn coi người ta là tình địch, hồi nãy lại bá vai bá cổ người ta, cứ như anh em tốt vậy. Anh ta là bạn tốt của em mà. Yêu cây thì yêu cả cành thôi. Ê, ôm cái này mới được nè. Sếp đã gì kỳ kỳ mà bị nhiễm bệnh? Không hề quán thăng một câu. Cô lập quỹ từ thiện cho cô ấy để tưởng nhớ cô ấy. Yêu thương một người thì nên yêu một cách hết mình. Yêu thương một người không chỉ yêu cái tốt của họ, còn yêu cả những điều không tốt. Tại sao em lại chia tay với James vậy? Nhiều chuyện chút thôi mà. Anh nhiều chuyện quá à. Nói nghe đi mà. Không nói dạ, đâu. Nói đi. Chà, bé Hân lại ngồi một mình nữa sao? Nghỉ phép xong rồi, vẫn chưa ổn hả? Giờ cô chuyển sang ăn chay rồi. Má con ngồi chung một bàn, mọi người gọi món phải chịu khổ nữa. Sau khi nghỉ phép, con người cổ giống như được khởi động lại vậy đó. Sáng hôm nay nè, tôi không biết cổ đang nghỉ phép xong. Tôi ngồi ở bàn của cổ ăn sáng, ăn dương giải lung tung. Cổ không những không chửi tôi, cổ còn nói không sao đâu, không sao đâu. Trời, như vậy đó. Tôi tiêu rồi, quan gia ngõ hẹp. Rocky. À, bé Hân. Ăn trưa hả? Phải. Nếu anh không ngại thì ngồi ăn chung đi. Ờ, cô không thấy ngại chứ? Dĩ nhiên là không rồi. Ăn xong mua giùm tôi hộp cơm gà xá xíu. Từ từ đừng gấp, cảm ơn. Kiệt nhờ tôi mua cơm đem lên trển. Tôi đi trước đây.
Xem ra bé Hân đã trở thành một con người khác thiệt rồi. Nếu đã suy nghĩ thông suốt và buông được thì cũng là chuyện tốt mà. Nhanh vậy đã không sao rồi. Mấy ngày nay cô ấy đã làm gì hả? Xin cô tha cho tôi đi, cho cơ hội nữa có đi. Có gì để dành lên tòa nói với thẩm phán? Ba tôi mắc nợ người ta rất nhiều. Bọn chủ nợ đe dọa nếu tôi không trả tiền sẽ bán tôi vào động mãi và bắt tôi tiếp khách. Tôi hết cách rồi mới giúp họ chuyển hàng thôi. Má tôi là bệnh nhân, ngày nào cũng phải chạy thận. Nếu tôi mà đi tù không ai chăm lo cho má tôi. Tôi cầu xin cô tha cho tôi đi. Nghi phạm nữ đó đã nói gì với cô? Cô thả cô ta hả? Thân thế của cô gái đó rất đáng thương. Cô ta không còn cách nào khác mới giúp bọn chúng chuyển hàng mà thôi. Cô nói cô tin liền sao? Ai bị bắt quả tang cũng nói là cha qua đời rồi bị ung thư. Một đống lý do luôn đó. Ngày xưa tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà tôi phát hiện thì ra giữa người với người có quá nhiều sự nghi ngờ. Nên trên thế gian này mới có quá nhiều hoài nghi và xung đột. Nếu cô ấy bị ép buộc làm những chuyện này thì chúng ta vẫn có thể thông cảm. Chúng ta nên cho cô ấy một cơ hội. Tin tưởng người khác giúp cho thế giới tốt đẹp hơn mà. Chúng ta là người chấp pháp, không phải là thẩm phán. Cô ta có được thông cảm hay không nên để cho thẩm phán quyết định, không phải chúng ta quyết định đâu. Trách nhiệm của chúng ta là gì? Dựa vào chứng cứ mà bắt người. Nếu bắt cô ta vào tù thì cô ta còn cơ hội gì nữa? Cô nói cái gì chứ? Chúng ta trước giờ vẫn vậy, làm việc đúng theo luật thôi. Phép tắc chưa chắc đã đúng đâu. Nếu phép tắc không hợp tình hợp lý, chúng ta phải đứng lên phản đối. Chúng ta là những người chấp pháp, có vũ khí và lực lượng công quyền. Vì vậy càng phải coi trọng dư luận công chúng. Cô có bị bệnh không vậy? Bé Hân à, vụ này để tôi xử lý. Cô đi giúp cho ông quá, xử lý công việc bên sông Bạc Lậu kia đi. Sếp Sâm à, tôi hy vọng là anh có thể xử lý vụ này một cách khoan dung. Tôi ra ngoài làm việc trước. Bé Hân nghỉ phép 2 ngày xong bị gì vậy? Lúc đầu nói ăn chay ok coi như cô ấy giảm cân. Bây giờ càng thấy càng không ổn. Cô phải tháng 7 đâu, bị trúng tà hả? Theo tôi thì với chứng thức tình bây giờ mới phát ra thì có đó. Thế cậu với Rocky nói chuyện bình thường trong căng tin, cứ tưởng là không có chuyện gì. Chia tay Rocky? À không phải, chia tay sếp Nick miệng độc địa, cố tình chia rẽ bọn họ, làm hại bé Hân thành ra vậy. Chưa rõ sự việc ra sao đừng đoán bừa mà. Tạm thời giao những việc đơn giản cho cô ấy. Thật ra anh thân thiết với ba má của bé Hân hơn. Anh thử tìm hiểu xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao đột nhiên lại trở nên như vậy. Ok. Lần này đúng là làm phiền hai người rồi. Cất công lái xe đưa tôi ra sân bay. Đừng khách sáo mà. Lần này anh đi gấp như vậy, muốn ăn với anh bữa cơm cũng không kịp nữa. Để anh sắp xếp xong, vậy để chúng ta lại hẹn nhau. Tôi nghĩ lần này tôi về bến sẽ không quay trở lại nữa. Tôi không thuyết phục được người nhà tôi chấp nhận tôi. Họ không hiểu cho bệnh của tôi. Họ cảm thấy bệnh S chính là cái tội. Nhằm bảo vệ danh tiếng của gia tộc, họ hy vọng tôi rời khỏi Hồng Kông. Tốt nhất sau này đừng quay trở lại. Cùng một gia tộc có máu mủ ruột rà, nếu thành viên trong gia tộc bị bệnh, không phải nên đoàn kết hơn và ủng hộ hơn sao? Lúc không có chuyện gì, ai cũng biết nói đạo lý lớn. Nhưng khi có chuyện xảy ra xung quanh mình thì lại là chuyện khác. Thì cũng giống như có nhiều người biết nói là đừng kỳ thị, nhưng mà khi có ký túc xá của bệnh viện tâm thần xây dưới nhà của mình thì ra sức phản đối. Đây chính là nhân tính. Bởi vì khi nhìn thấy phản ứng của họ khiến tôi cảm thấy về phương diện này càng phải làm nhiều hơn. Quỷ qua la kèn chỉ là bước đầu. Bước tiếp theo, tôi sẽ kêu gọi hợp tác với nhiều cơ cấu quốc tế, tổ chức một hoạt động toàn cầu phản đối kỳ thị. Hy vọng trong tháng ngày tôi còn sống, tập hợp được nhiều lực lượng thay đổi thế giới này. Anh thật tuyệt vời. Tuy là anh mang bệnh trong người, nhưng mà ý chí của anh mạnh hơn rất nhiều người. Thật sự anh rất dũng cảm. Chỉ tiếc là thế giới này còn rất nhiều người mang những ánh mắt kỳ thị. Chúng ta lên xe đi. Bài báo cáo của cậu tôi xem rồi. Không những đã sửa được những lỗi sai lần trước mà còn viết rất tường tận và chi tiết nữa. Tốt lắm. Thank you sir. Vậy tôi ra ngoài làm việc đi. Chờ đã. Ngồi xuống đi.
gần đây cậu và bé Hân sao rồi? Tôi nghe quan công nói dạo này hai người có chút xích mích hả? Xích mích? Tôi đảm bảo không để chuyện tình cảm cá nhân ảnh hưởng công việc đâu. Ý tôi không phải như vậy. Tôi chỉ muốn nói trước đó tôi đã dùng ánh nhìn kỳ thị cho cậu. Tôi cảm thấy cậu hẹn hò sẽ ảnh hưởng công việc, cho nên đã gây áp lực cho cậu. Tôi đã phán lầm rồi. Tôi không nên nghĩ cậu như vậy. Xin lỗi nha. Sếp Nick, thật ra tôi cũng có chỗ chưa làm tốt lắm. Thế giới lớn như vậy, gặp được một người mà bản thân mình thích không có dễ đâu. Nhất là người làm cảnh sát như chúng ta. Thật sự có nhiều lúc hôm nay không biết chuyện của ngày mai. Có gây lộn gì, có hiểu lầm gì thì giải quyết nó đi. Đừng khiến cho mọi chuyện xấu đi. Phái nữ thì thích được người ta dỗ ngọt lắm. Dỗ lại bé Hân đi nha. Thank you, sir. Tính sập. Không cần tìm đâu, tôi sắp xếp cho bé Hân ra ngoài làm việc rồi, chưa về. Ba má của bé Hân nói gì? Họ nói bé Hân dạo này như là con người khác vậy. Mở miệng thì nói giữa người và người với nhau phải tin tưởng nhau nhiều hơn. Cái gì mà thế giới này sẽ tốt đẹp hơn đó. Trước đó cô cũng nói vậy với sếp Sâm đó. Má cô ấy nói cô bị cảm, cô không chịu đi khám bác sĩ. Nó uống thuốc sẽ phá hoại sự cân bằng của tự nhiên. Thà nhờ vào sự miễn dịch của cơ thể để hồi phục. Quả thật cơ thể người có khả năng tự hồi phục. Một chút bệnh cảm tất nhiên là không sao rồi. Nhưng nếu bệnh nặng cũng không chịu đi khám bác sĩ thì chỉ đang chống đối với cơ thể của bản thân mình thôi. Dạo này cô ấy đang dùng thực phẩm bổ sung này nè. Nó sẽ tăng cường hệ miễn dịch. Wow, mùi hắc như vậy mà cũng uống được nữa. Tôi cũng thấy lạ, nên cô ấy lấy về đây đem đi xét nghiệm đó. Có biết thuốc này mua ở đâu hay không? Họ nói ngoài không có bán, là cái bàn học cho bé Hân đó. Bạn học? Bé Hân đang đi học sao? Hình như đang học cái khóa cải tạo cuộc đời gì đó. Người nhà cô ấy có nói danh cô ấy học ở đâu hay không? Tôi lấy được tài liệu đơn này từ tay của má cổ nè. Học viện Phong Lâm. Mọi người chia nhau tìm hiểu đi. Phải mau chóng điều tra chỗ này.